Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Những sản phẩm thuộc dòng IdeaPad của Lenovo luôn được các bạn học sinh sinh viên hay dân văn phòng ưu tiên khi chọn mua laptop bởi thiết kế tối giản, thanh lịch cùng cấu hình đáp ứng tốt các tác vụ. Và Lenovo IdeaPad 3 là một trong số đó khi sở hữu ngoại hình sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ trong tầm giá với con chip AMD Ryzen 5 5625U sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ gì? Cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này chính là thiết kế đặc trưng của nhà Lenovo, tối giản thanh lịch với mặt lưng được hoàn thiện phẳng mịn, bao phủ bởi lớp màu xám hiện đại, các cạnh góc bo tròn tinh tế và dĩ nhiên không thể thiếu logo của Lenovo được đặt ở cạnh trái giúp tăng tính nhận diện thương hiệu. Trọng lượng máy không quá nặng 1,63kg, độ dày 19.9mm, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng trẻ trung, gọn nhẹ, các bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở bất cứ đâu, phục vụ cho công việc học tập giải trí. Và với phiên bản mình đang có ở đây, IdeaPad 3 hiện có mức giá cực kỳ ưu đãi, hơn 13 triệu đồng tại An Phát Computer. Các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc máy có tổng thể hoàn thiện cực kỳ chắc chắn với chất liệu nhựa cứng cáp giúp hạn chế các tác động bên ngoài như va chạm, cháy xước, phần bàn lề được làm to, dày và các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay. Tiếp đến màn hình, IdeaPad 3 được trang bị màn hình với kích thước là 15.6 inch. Hai bên viền máy đã được thu nhỏ lại, nhờ đó mà góc nhìn của máy được mở rộng hơn, xem phim cũng đã mắt hơn rất là nhiều. Và ở đây chúng ta sẽ có màn hình Full HD, tấm nền TN cùng độ sáng lên tới 250 nits, chất lượng hiển thị ở mức ổn và các bạn hoàn toàn có thể làm việc văn phòng hay giải trí cơ bản trên chiếc màn hình này. Bên cạnh đó thì màn hình còn sở hữu công nghệ chống chói anti-glare, đảm bảo khả năng hiển thị của IdeaPad 3 rõ ràng trong nhiều môi trường với điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy cạnh viền được làm mỏng lại nhưng IdeaPad 3 vẫn sẽ có đầy đủ camera để phục vụ tốt cho công việc học tập và làm việc trực tuyến. Và một điều đặc biệt hơn nữa là máy còn được trang bị tấm gạt che webcam, vừa giúp bảo vệ camera tránh bụi bẩn thường ngày, vừa tăng tính bảo mật cho chiếc laptop của các bạn. Bên cạnh đó, chiếc máy này sở hữu cấu hình Ryzen 5 5625U, 8GB RAM, 512GB SSD cùng đồ họa tích hợp AMD Radeon, đảm bảo khả năng xử lý các tác vụ cơ bản. Để hỗ trợ học tập và làm việc thì cổng kết nối luôn được trang bị đầy đủ trên IdeaPad 3, bao gồm hai cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C và một cổng nguồn, giúp các bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, tai nghe, bàn phím. Tổng kết lại thì Lenovo IdeaPad 3 là một chiếc laptop văn phòng học tập đa dụng với thiết kế thanh lịch sang trọng cùng hiệu năng ổn định, thì với mức giá đang rất tốt ở An Phát hơn 13 triệu đồng thì đây sẽ là một lựa chọn đáng mua cho các bạn học sinh sinh viên hay dân văn phòng. Và cuối cùng thì link sản phẩm sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.